Xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay là 17 tháng 12 em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy. Hôm nay là chữ T nha anh em. Gồm cho anh em là 13 máy ha. Hôm nay đặc biệt cho anh em là có một con xà lúa nha anh em. Máy là hùng chế bí luôn. 25 lít của Mitsubishi ha. 571 nè, 57C nha anh em. Chế bí luôn, 25 xích xịn sò luôn ha. Cho lâu quá được con chế bí nha anh em. Rồi, xịt thuốc thì có cho anh em một con Mitsu T130. Con này chạy dây cu go luôn nha, chạy cực kỳ khỏe luôn nha anh em. Bơm rất là mạnh luôn. Đây, nó có nguyên bụi cu go luôn nè ha. Kế bên là một con cơm Mitsu G2K nha, G23 nha. Con này nồng 32 ly, tôm G nha anh em, bơm quạt. Có thể tháo G đầu máy được nếu anh em cần. Cắt cỏ thì hôm nay có một con Mitsu T170 máy bình sân trên ha, tôm G tôm lớn nha. Một cặp Mitsu TL261 và TL26 nha. Echo Kiwis 27 nha anh em, 35 ly, 27cc, để bóp hệ luôn. Ba con này rồi bóp hệ hết luôn nè. Ba con cắt cỏ, 4 con cắt cỏ với là 4 con xin sò nha anh em. Giá thì nó hơi cao xíu ha. Đi chơi thì giá rẻ cho anh em là có một con Maru 26, 34 ly nha anh em. E tự động chế ra ngang hệ luôn. Chụp giật trợ lực lò xo 34 ly giá 1.80 triệu nha. Một cặp Maru 23, rất là đẹp nha. Con này là con Makita Cốc nha anh em, gọn nhẹ, săn nhớt luôn thì khoảng 4kg cho mình nè. Máy thì phù hợp dùng gia đình. Cơ thì hôm nay có cho anh em một con Shindawa 1480 ha, 43 ly, dòng này dòng cưa khai thác nha anh em. Đặc biệt con này là máy có sửa tay cầm cho mình luôn. Và con đầu tiên là con cưa Echo 362 nha, dòng cưa khai thác tầm trung ha. Rồi anh em chốt máy liên hệ trực tiếp số điện thoại của em 0917414042. Số này thì em có liên kết Zalo ha. Hình thức của bán bên em là bao ship tặng nhà. Anh em không cần phải đặt cọc trước luôn và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận. Máy này là máy 2 thì anh em nhớ chuẩn bị xăng pha nhớt 2 thì để thử hàng giùm em nha. Thì trước khi hàng đến thì giao hàng cho anh em thì sẽ có cái người điện thoại cho anh em trước để người ta báo cho anh em là hàng tới. Thì lúc đó là anh em chuẩn bị xăng pha nhớt sẵn để thử hàng giùm em nha. Địa chỉ cửa hàng của em là ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em ở ngay chân chợ Trung Hưng nha anh em. Và anh em xem clip nhớ cho em một nút like và một nút đăng ký kênh ha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Em vô con đầu tiên cho mình là con T1. T1 là con Echo, con này là Echo 362 ha, nồng 39 ly nha anh em, 36cc, dòng cưa khai thác tầm trung nha anh em, dòng này thì chạy cực kỳ ngon và cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Con này thì lam là lam zin cho mình luôn nha, đầu lam là bánh xe ha, đây lam Echo còn chữ nè. Xích thì em đã lên cho anh em bộ xích mới 100% nha. Đặc biệt của con này là cái chỗ nút chỉnh nhớt ga lam á, là anh em có thể chỉnh bằng tay được luôn, nhiều ít là anh em chỉnh được luôn nè. Đó, nó có cái chỗ mà tăng nè, tăng thì anh em chỉnh cái chiều này, còn giảm thì anh em chỉnh thì chiều này. Nó có cái nút tăng giảm nè, rất là dễ luôn nha anh em, cực kỳ tiện lợi cho mình luôn ha, cực kỳ dễ xài nha anh em, tiết kiệm xăng. Máy thì chạy thì rất là nhạy nổ luôn ha, máy thì nguyên zin nguyên bản, chỉ có bộ xích là mới thôi nha anh em. Rồi làm là dài 4 tấc 3 cho mình nè, dòng cưa khai thác tầm trung ha, có thể hạ gốc cây. Con này hạ gốc cây rất là ngọt nha anh em, cực kỳ khỏe luôn á, nhưng mà tầm ở trong tầm gầm cưa của nó thôi. Con này thì chiều cắt của nó là tối đa thì anh em có thể cưa được cái bề hoành tối đa của con máy, của cái khúc cây, cái khúc gọt, khúc cái cây á là khoảng được 70cm nha anh em, là cái tối đa cái bề hoành của nó ha. T1 này giá 2.4 triệu nha, dòng này thì chạy bao tiết kiệm xăng luôn. Rồi tiếp theo là con T2. T2 là con Shindawa 480 nha anh em, dòng cưa khai thác nha. Đó, con này thì 43 ly, 48cc. Đặc biệt của con này á là nó có phần sửa tay cầm luôn. Đây, công tắc mở tắt sửa tay cầm nè. Thì cái này phù hợp cho những anh mà hiện tại đang ở vùng lạnh á, kiểu như miền ngoài anh em, kiểu như ở Rạng Sơn, Bắc Giang này kia các kiểu đó.
Hà Nội này kia đó, là hiện tại thì thời tiết rất lạnh, có khi là thời tiết dưới 10 độ luôn anh em. Cho nên là khi mà anh em sử dụng có thể là ngoài tiết thời tiết nó lạnh, có thể là cảm giác mình bị tê tái anh em, thì có phần sủi tay cầm này giúp cho mình ấm nè, mà chạy siêu máy nóng mà này ha, đó thì giúp cho anh em là có thể sử dụng được trong thời gian là nó lạnh luôn, gọi là mùa đông đó ha. Con này thì Lâm khai thác cho nên nó rất là dài nha, 58 luôn nha anh em. Đó, 58cm luôn nha. Cái này nếu mà anh em cưa thì cái cây bề hoành tối đa là phải cưa được 1m luôn. Cưa theo cái bề vòng tròn nha anh em. Nha, gấp đầu cái lam lên. Con này lam là lam khuyết và đầu lam là tinh cho mình luôn nha. Đây. Là tinh. Nha. Rất là xịn sò nha. Xích này thì em cũng đã thay cho anh em bộ xích mới 100% luôn. Rồi, con này chạy chân xích là xích 320-325 nha anh em. Nha. Lòng đứng, lóc nhôm cho mình luôn. Con này cưa khai thác con lành cành đào luôn nha. Phanh xích có luôn nha anh em. Đây, phanh xích hoạt động còn rất là tốt luôn ha, cực kỳ nhẹ nhàng cho mình luôn. T2 giá 4.3 triệu nha anh em, 43 ly, 48cc ha. Rồi, tiếp theo là con T3. T3 là con Makita Cóc nha anh em. Dòng này thì rất là nhỏ gọn. Đây, kích thước của nó nè, rất là gọn luôn ha. Con này săn nhớt luôn thì nó khoảng 4kg nha. Phù hợp cho mình dùng gia đình, nhỏ gọn nha. Cắt cỏ vườn, cỏ nhà này kia các kiểu nha anh em. Nồng thì nó chỉ có 30 ly 20cc thôi, cho nên chạy thì nó rất là tiết kiệm xăng cho mình luôn ha. Bình xăng con là bình xăng con 2 kim mới nè. 2 kim mới thì giúp cho anh em là có thể chỉnh xăng và chỉnh gió được. Bình xăng lớn thì zin theo máy nha. Bình xăng thì còn khá là đẹp nha anh em. Đây, còn khá đẹp luôn ha. Chân chống bình xăng thì còn rất là cao, rất là dày dặn cho mình luôn. Tum là máy, là tum ly, tum nhựa, công tắc là công tắc ấn ha. Đây, rồi tay là tay đôi gai giữ nha anh em. Láp đầu bò zin ha, phù hợp cho anh em dùng gia đình nha. Kiểu như là mua để dành lâu lâu, có cắt kia vòng vườn này kia, vòng vườn nhà này kia đó, thì anh em lôi ra mình sử dụng thì nó rất là tiện. Chỉ cần xăng khoai nhớt đổ vô là xài thôi, mà chạy thì nó rất là tiết kiệm xăng luôn ha. T3 giá 1.200.000. T4, T5. T4, T5, hai con này thì đều là Maru 23 hết nha anh em. Nòng là 32 ly, 23cc hết luôn ha. Thì cũng là dạng máy phân khúc dùng gia đình, nhưng mà con này là anh em có thể dùng để cắt cỏ bằng cước được luôn nha. Cước là cái ổ tròn tròn đó nè, thì bên em cũng có tặng kèm cho mình luôn, là nó có 4 chấu, nó cắt bằng dây cước ha. Thì nó cắt cái đó thì nó sẽ an toàn hơn là anh em cắt lưỡi. Ví dụ như cắt nó có va chạm vô đá hay là mấy cái vật cứng này kia thì nó quất là nó bị dứt sức cái cước ra thôi, chứ nó không có bị giống như là cái lưỡi thì nó sẽ bị gãy, nó văng thì nó rất là nguy hiểm. Thì con máy nó phải đủ khỏe nó mới đập cước được. Thì con này nếu anh em dùng gia đình là có thể cắt bằng cước luôn, rất là an toàn cho mình luôn ha. Nòng 32 ly, 23cc, kết hợp cho máy là chụp giật trợ lực có lò xo luôn nha anh em, giật cực kỳ nhẹ luôn ha. Bình xăng lớn, bình xăng con, hai con đều là zin nguyên bản hết luôn. Bình xăng con ra ngang hệ nè, bình xăng lớn là zin cho mình nè, còn trắng đẹp cho mình luôn. Và đặc biệt hai con này họng đổ xăng đều là họng to hết luôn nha anh em, giúp cho máy của mình đổ xăng rất là dễ luôn ha. Tum là tum lì, tum nhựa hết luôn. Đây, đó, tum còn rất là sáng luôn nha anh em, rất là mới luôn ha, cực kỳ sáng luôn. Rồi, con T4 á, thì tay đó là tay đôi, gai giữ. Còn con T5 là tay đơn, cũng là gai giữ luôn. Nếu mà con T5 này anh em muốn thay thành tay đôi thì khi mà anh em chốt hàng á, anh em báo với em tiếng ha, để em thay cho mình tay đôi. Bên em thay là thay miễn phí, không có tốn tiền nha anh em. Láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn. Thì dòng Maru này em cũng có hay nói với anh em là tính chạy tính ổn định cực kỳ cao, và phụ tùng sau này mua cũng rất là dễ luôn nha anh em. Thay thế cực kỳ tiện luôn, cực kỳ dễ luôn ha. T4, T5, hai con đồng giá, mỗi con 1.500.000 nha. Rồi, tiếp theo con T6.
T6 thì nó cũng giống T4, T5 ở chỗ nó là thương hiệu của Hoàng Maru Yanma và mấy cái bản cái gọi là cái tính năng của máy gọi là tính ổn định cao, phụ tùng dễ kiếm. Thì cái con này thì nó được cái là nó 34 ly, nó 26cc nha anh em. Thì đập cước thì rất là khỏe, rất là ngon luôn. Thì nếu anh em muốn khỏe hơn hai con T4, T5 thì mình lấy con T6 này ha. Tại vì nó 34 ly, 26cc lận. Con này thì chụp giật thì cũng là trợ lực lò xo luôn nha anh em, gực rất là nhẹ luôn. Đặc biệt bình xăng con ra ngang hệ và kết hợp cho anh em là e tay đỏ tự động. Cái e này khi mà anh em lên ga tự động nó chảy về cho mình luôn, nó rất là tiện lợi nha anh em. Khi mà anh em đóng e, ví dụ như anh em có lỡ quên mở đi, thì chỉ việc anh em lên ga thôi là tự động nó chảy về nó mở cho mình luôn, rất là tiện lợi, tránh tình trạng bị ngập xăng máy ha. Rồi con này bình xăng con là bình xăng con zin, bình xăng lớn cũng là bình xăng zin luôn nha anh em. Đây bình xăng thì cũng rất là đẹp cho mình luôn ha, rất là sáng nha. Thì cái phần này nó hơi bị chạy xíu nhưng mà nó không bị ảnh hưởng, không bị bể, không bị nước, không bị gạn gì hết ha. Rồi tôm của nó là tôm lầy, tôm nhựa nha anh em. Tôm thì cũng rất là sáng luôn, công tắc ắn nè ha, tay đôi ga giữ nè, láp trắng cỏ đầu bò zin. Ở con này thì anh em dùng sau này ví dụ như hư lặt vặt này kia kiểu là anh em đem ra tiệm gần nhà đều có nha anh em. Phụ tùng nó rất là dễ kiếm, rất là dễ hài luôn ha. Con này em thấy hình thức thì cũng rất là đẹp nha, trên 85% nha anh em. Đây mặt tiền nè, áo thì nó không bị bể vỡ ha, máy thì liền lạc không bể vỡ đâu hết. T6 giá 1.850.000. Tiếp theo là con T7. Anh em thông cảm giùm em nha, máy thì đang chạy ngon lành tự nhiên buông ra nó bị chết bugi, mắc lửa luôn. Đó rồi em thay cái bugi khác cho mình, giờ em sẽ test lại cho mình ha. Rồi thay bugi vô là ngon lành nha anh em. Này bugi zin nè, bãi nè, chạy tự nhiên cái nó bị bắt lửa ngang luôn. Đó, bởi vì giật hoài nó không chạy. Con T7 là con Echo Kiwit. Con này đặc biệt cái là Echo 27 nha anh em. 2720, nồng là 35 ly, 27cc ha. Kết hợp cho anh em con này là chụp giật trợ lực và bình xăng con là hai kim luôn. Rất là nhảy nổ nha anh em. Đó, lửa củi ngon lành này rất là nhảy nổ nha. Đây. cái lụm nha anh em. Bình xăng con là hai kim cho mình luôn nè, chỉnh xăng chỉnh gió là ngon lành luôn, rất là tiết kiệm xăng nha. Tại đây anh em có thêm một cái ốc là chỉnh gió này ha. Bình xăng lớn thì còn rất là đẹp luôn, trắng tinh. Ồ cái khung nè anh em, cái thùng này là cái thùng lại là chổi bình xăng anh em, giúp cho cái máy mình nó bám với đất á. Nó còn mấy cái khí nè. Rất là dày luôn nha anh em. Nghe còn rất là cao là như mới luôn á. Rồi, tên máy, số sơ ghi và tem Made in Japan đầy đủ. Đặc biệt là bên hông tem Lê Ma còn luôn. Tem Lê Ma là cái tem chống hàng giả nha. Đây, Echo Kiwit 2720 nha. Tum là tum nhôm cho mình. Ga là ga bóp hệ luôn nha anh em. Công tắc nằm trên tay luôn nè. Đó, cực kỳ xịn sò luôn ha. Ốc tán thì còn 4 con còn trắng phiếu luôn. Trắng cỏ đầu bò zin theo mát luôn nha anh em. Con này phải gọi là tuyệt vời luôn. Còn tiếng găng ti nghe phải gọi là bao phê luôn ha. T7 giá 2.200.000. T8 T8 con này là Mitsubishi tên là 26 anh em. Hàng này phải là hàng siêu hệ luôn rồi ha. Nồng 33 ly, 26cc. Bình xăng con là hai kim zin theo máy cho mình luôn. Bộ máy của Mitsubishi đã tiết kiệm xăng rồi mà được trang bị hai kim nó phải gọi là cực kỳ xịn sò luôn ha. Trong lốp con này là có dập Made in Japan. Bình xăng lớn hay là hay mới nha anh em. Đặc biệt tum là tum gời, tum nhôm luôn. Tum này thì anh em muốn tháo ra thì tháo ha. Chỉ cần 4 ốc này ra là lấy cái đầu máy gời được luôn. Tay bóp là tay bóp hệ nè, bóp ổ dịch ha. Láp trắng cỏ đầu bò zin, máy là bao zin hết chỉ trừ bình xăng lớn nha anh em, còn là ngon lành cho mình hết nha. Dòng này thì chạy mà gọi là xăng pha nhớt đầy đủ, lít xăng 40cc là em bao cho anh em xài hoài luôn, nồng piston là bao cho anh em luôn, chạy cực kỳ ngon nha. T8 giá 2.600.000 ha. Tiếp theo là con T9.
T9 này nếu cũng giống T8 anh em, cũng là Mitsu á, tên là 26 nhưng mà đây là 261 nha anh em. 261 thì chụp giật nó có trợ lực cho mình nè. Là cái thứ nhất, cái thứ hai con này nó khác hơn T8 á, là nó cái e nó là e tự động. Đây anh em đóng e nè, mình lên ga là tự động nó chảy vậy nó mở luôn, là nó khác hai cái chỗ này với thằng T8, nên giá nó mắc hơn T8 100.000, là nó 2.700.000. Bình xăng con thì cũng là 2 kim, bình xăng lớn thì mới nha anh em, tum thì cũng là tum gờ tum nhôm cho mình luôn, tay bóp hệ luôn, công tắc nằm trên tay luôn nha anh em, láp trắng cỏ đầu bò zin như thằng T8, chỉ khác hai chỗ, thứ nhất là chập giật trợ lực, thứ hai là tay động tay đỏ tự động, còn lại là như nhau nha anh em. Cho nên thì nó khác hai chỗ này cho nên giá nó cao hơn 100.000 nha. Thì cái này nói chung là anh em thích cái nào thì anh em lụm thôi, chứ nó về công suất máy và cái nòng thì cũng như nhau thôi, đều là 33 ly, 26 cc, tum gời, bình xăng lớn mới, tay bóp hệ nha anh em ha. T9 giá 2.700.000 nha. Tiếp theo là T10. Xăng xuống không kịp anh em, bởi vì chạy nó chưa có được ngọt ha. Nếu sao thì xăng lên qua ngon lành này thì chạy bình thường nha. Con T10 là con Mitsubishi T170 nha anh em. Đặc biệt con này là máy bình xăng trên, nòng 36 ly, 33 cc, con này là bao cắt cho anh em luôn. Thì em có hay nói với anh em mấy cái vùng mà kiểu như anh em ở Đắk Lắk, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Kon Tum này kia các kiểu đó, Lâm Đồng này kia đó, là mấy cái vùng mà cỏ cứng đó anh em, là lấy mấy con này cắt cho nó khỏe nha, chứ anh em lấy mấy con nhỏ nhỏ là cắt nó mau hư máy lắm, tại vì công suất máy thì nó không tới, mà anh em cắt toàn là cắt cỏ cứng không à, thì anh em cắt toàn là ga lớn cho nên là máy nó cắt mau hư, cho nên nếu anh em cắt cỏ to nhiều quá thì anh em nên mua mấy con bự bự như thế này, cắt cho nó khỏe nha anh em, máy mình nó sẽ bền hơn và cắt nó sẽ ngọt máy hơn. Với lại anh em có thể là gắn thêm một cái lưỡi, gắn thêm cái cánh quạt ở dưới gọi là cái chân vịt đó, anh em thổi lá được luôn, có một cái quạt đó là thổi lá luôn nha anh em, nó rất là tiện ha. Tại vì hôm qua hôm kia cũng có một anh hỏi em vậy đó, để gắn cái bộ quạt cho thổi lá. Tum đó là tum gời, tum nhôm, tum lớn bố lớn luôn nha anh em. Bộ tay là tay đôi ha, ga là ga giữ, lắp đầu bò zin nha anh em. Máy bình xăng trên thì ở đây em có gắn cho anh em cục lượt xăng rồi nè. Về thì anh em cứ việc xài vô tư, xăng vô bình xăng con cho anh em đảm bảo là sạch 100%, tại vì nó qua cục lượt này rồi. Cho nên anh em cứ yên tâm ha. T10 giá 2 triệu nha. T11 T11 là con xịt thuốc ha, con này là con cơm Matsu, con này là G23 nha, nòng 32 ly, 23 cc ha. Con này thùng của nó là thùng 25 lít luôn, thùng này to nha anh em, ốp lưng dây đeo thì như mới cho mình luôn nè. Con này thì bộ máy quạt á, máy bơm là bơm quạt nha anh em, mà được cái là tum gời. Tum này thì nếu anh em cần là có thể tháo gời ra, lấy cái bộ bơm riêng qua cái đầu máy riêng luôn. Ở nhà anh em mà có cái bộ cần cắt cỏ rồi là anh em tháo cái đầu máy vô cắt cỏ luôn ha, rất là tiện nha. Nguyên zin hết luôn nha anh em, bình xăng lớn cũng zin cho mình nè, khung là nó còn tem luôn nè, rất là mới cho mình luôn ha. Thùng 25 lít nha anh em, rất là xịn sò luôn, ốp lưng dây đeo là như mới cho mình luôn. Áo thì liền lạc, không bể không vỡ nha anh em, áo màu đỏ đậm ha. T11 giá 1.900.000 nha. Tiếp theo là con T12. T12 con này xịt thuốc Mitsubishi T130,
Nồng thì nó cũng là 32 ly, 23cc. Và được một cái là con T12 thì này nó sẽ chạy nó sẽ khỏe hơn con T11 nha anh em. Thứ nhất nó là máy bình xăng trên, là xăng ở trên đổ trực tiếp xuống. Thì đếm như cái cỏ này cũng biết rồi, mấy con bình xăng trên lúc nào cũng vậy, nó sẽ khỏe hơn bình xăng dưới. Cái thứ hai đó là cái bộ bơm đó anh em. Bơm của nó là bơm chạy dây cu go luôn. Đây nè, nguyên bộ dây cu go luôn. Chạy rất là khỏe luôn nha anh em, bơm rất là ngon luôn nha. Cái này em đã test nước rồi cho nên anh em cũng biết rồi, cái độ khỏe đó em mới lên like cho mình được. Thùng là 20 lít. Đó, nếu mà anh em xài mà kiểu như anh em có nhu cầu sau này gắn cắt cỏ, tháo đồ máy cắt cỏ được thì anh em lấy T11. Còn anh em muốn bơm khỏe hơn thì anh em lấy T12. Hai con này là hai cái sự lựa chọn khác nhau cho mình nha anh em. Mitsubishi T130 ha, áo nhôm cho mình luôn. Rồi con này ốp lưng có nè, mà nó hiếu dây đeo nha. Này dây đeo hiếu em sẽ bổ sung cho mình sau nha anh em. Sẽ đầy đủ cho mình hết để về anh em gì sử dụng thôi. Xăng qua nhớ cho là xài thôi ha. T12 giá 2 triệu chẵn nha anh em. Chạy phải gọi là rất là khỏe luôn ha. Cuối cùng T13. Cậu dữ vậy. T13 là con này là cái con máy thùng chế bí nha anh em. Chế bí này thì anh em nó ưa chuộng chỗ là anh em có thể xa lố được luôn ha. Thùng 25 lít, máy này của Mitsubishi nè anh em. Đây. Thùng Mitsubishi nè, mã của thằng Mitsubishi luôn. Đây là MD571S ha. Nồng 45 ly nha, 57cc nha anh em. Thùng thì con máy thì nó khỏe cho nên là thùng nó kéo theo là cái thùng chế bí cho mình luôn. Thùng có họng nó họng xuống nó họng ngang cho mình nha. Đó thì này có hơi xa lố được luôn nha. Còn mà số lúa anh em muốn mạnh, muốn ra nhiều ít đó, thì anh em về anh em chịu khó anh em sửa đưa gà lại. Đây, thùng nằm ngang nha anh em. Thùng chế bí 25 lít luôn. Con này xịn sò luôn nha anh em. Thùng này lâu lâu mới về được con nha, chứ không phải là lúc nào cũng có. Kiểu như về số lượng mà gọi là hàng lô, ôm lô luôn á, nó mới có được cái chế bí này. Chứ nếu mà mua lựa là giá là mua không nổi, bán lẻ không nổi đâu anh em. Giá nó rất là cao. Chỉ có mua lô như em nè mới có được mấy cái đầu như thế này. Thì về anh em có, nếu mà anh em xả lúa mà thấy nó xuống ít quá thì anh em về anh em chỉ khó anh em sửa lư gà. Anh em gặt cái này ra. Nè, gặt hai cái chốt này ra. Lấy cái thùng này thì ở phía dưới cái thùng này nó sẽ có cái câu lư gà nè. Anh em về anh em chỉnh cái lư gạo xíu thì anh em muốn lúa xuống nhiều ít đó thì anh em sửa lư gạo xíu là được bình thường ngon lành nha anh em. Chạy rất là ngon. Máy bình bugi đứng ha. Áo thì áo nhôm nha anh em, nó hơi bị sự cái nước sơ nước cái kiểu như nó sự nước cái sét một xíu nè. Thì cái này cái vỏ cho anh hưởng nha. Đây. Không anh hưởng gì cho nha. Ngon lành. Bộ quạt đây ha. Ốp lưng, dây đeo đầy đủ cho mình hết nha. Rồi, cái này thì nó thiếu cái sùng nè, thiếu cái đường ga thì này em sẽ tặng kèm mình đầy đủ luôn. Đây nó có cái đồ đo anh em. Này zin của Nhật là nó có cái đồ đo là trong thùng nó còn bao nhiêu luôn nè. Nhưng mà cái này về đây nói chung là bị hư hết trơn rồi. Ba cái đồ điện tử gì đây là hư không có xài được. Đó, full nè, đầy nè. Nó sẽ giật đây là cái phần này phần hết nè, giống như cái kim xăng của mình vậy đó ha. Thùng lấy đo, cái này là cái bảng điện tử để đo cái mức cái này anh em đựng cái gì nó sẽ còn giống nó đo cho mình vậy đó. Nó rất là hay mà về là hư rồi nha anh em. Rồi cái này là cái cần mở họng nè, còn này là cần ga nè. Đó, ngon lành nha anh em. Con này xả lúa là ngon lành, xả lúa phun dôi với lại xả phân này kia là ngon lành luôn ha. Rồi, T13 giá 2.600.000 nha anh em. Thùng chế bí, thùng là 25 lít ha, họng là họng ngang. Anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em. Chào tất cả anh em nha.